Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì đặc ân ta có được ở trong ơn của ngài. Tôi khuyến khích anh chị em ở trong thời giờ này, chúng ta sẽ làm công việc mà mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, chúng ta quyết tâm làm. Đó là bày tỏ lòng biết ơn Chúa cho những việc mà Chúa đã làm cho đời sống của chúng ta. Ở trong tuần qua, anh chị em kinh nghiệm được những điều gì từ nơi Chúa? Anh chị em nếm trải được quyền năng của Chúa hay là sự đáp lời của Chúa, những kinh nghiệm mà chúng ta có được ở trong Chúa? Hãy đánh vào trong những dòng bình luận để chúng ta tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Ngài, cũng để khích lệ các anh chị em của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ngài đã ban cho chúng ta thật là quý báu, những kinh nghiệm mà chúng ta có được ở trong Chúa thật là phước hạnh. Những điều mà Chúa cho chúng ta dự phần và thấy được người ta được chữa lành, được giải cứu, đó là điều mà Chúa Giêsu ngài đã nói với các môn đồ của ngài trong bài học trước mà chúng ta đã học ở trong Luca chương 10. Đó là những gì các tiên tri, các vua đã ước mơ để có thể nghe và thấy, nhưng mà họ chưa thấy. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay cũng như các môn đồ của Chúa đã chứng kiến phép lạ của Chúa xảy ra, dấu kỳ phép lạ được thể hiện, và chúng ta nghe được những cái công việc giống như là lời làm chứng của những người được giải cứu, được chữa lành. Đó là phước hạnh mà Chúa ngài cho chúng ta nếm trải được ở trong đời sống của chúng ta, và nhất là chúng ta kinh nghiệm được Chúa ngài sử dụng chúng ta. Cho nên anh chị em có những trải nghiệm nào ở trong ơn của Chúa, hãy bày tỏ ra để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Vì chúng ta nhận biết một điều, đó là lời của Chúa luôn luôn đúng. Khi chúng ta tin, chúng ta áp dụng, thì chúng ta thấy được kết quả là như vậy. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên, và chúng ta sẽ kết thúc với bài học Đại Mạng Lệnh và Sự Chữa Lành. Ở trong bài này chúng ta sẽ học về Đại Mạng Lệnh của Chúa giao cho Hội Thánh của ngài, và trong đó có sự chữa lành cặp theo, trong đó có sự giải cứu cặp theo. Chúng ta biết rằng đây là điều mà Chúa ngài đã định cho hết thảy chúng ta là những kẻ tin. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là Đại Mạng Lệnh bao gồm sự chữa lành. Phần Kinh Thánh mà chúng ta làm nền tảng trong ngày hôm nay, mà tôi đã đọc ở trong thời giờ kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa, đó là Mác chương 16 từ câu 15 cho đến câu số 20. Ngài phán với họ: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Giêsu được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu ngài chuẩn bị được tiếp rước về trời, thì ngài đã nhóm hợp các môn đồ lại và ngài đã truyền lệnh cho họ ở trên núi Olive về mệnh lệnh cuối cùng của Chúa mà chúng ta ngày hôm nay gọi là Đại Mạng Lệnh, Great Commission. Thì chúng ta thấy ở đây, người Mỹ thì họ có một cái câu nói là it's not a great suggestion, không phải là một lời đề nghị, nhưng mà commission, một cái sứ mạng mà Chúa ngài giao cho Hội Thánh của Chúa. Cho nên việc truyền giáo là việc mà áp dụng cho hết thảy chúng ta là những người tin và những người thuộc về Hội Thánh của Chúa. Công việc của chúng ta đó là làm sao để chúng ta có thể thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa như Chúa ngài đã định, như các môn đồ đầu tiên đã hiểu và Hội Thánh đầu tiên đã hiểu và đã áp dụng. Chúng ta thấy Đại Mạng Lệnh này cho mỗi tín đồ. Sứ mạng này không phải chỉ dành cho các sứ đồ đầu tiên. Và như tôi nói, có chiều hướng ngày hôm nay, một số con cái của Chúa ở trong giáo hội là chúng ta cứ quy những công việc ở trong Kinh Thánh, và chúng ta cứ nghĩ rằng trong thời Kinh Thánh thì mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà anh chị em, Chúa ngài bảo Hội Thánh của Chúa phải ra đi theo sứ mạng vĩ đại, Đại Mạng Lệnh mà Chúa ngài đã ban cho. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngày nào mà Chúa ngài yểm trợ chúng ta, ngày nào mà sứ mạng vĩ đại chưa hoàn tất, thì chúng ta có quyền để xin tin và nhận biết đó là Chúa cùng làm việc với chúng ta. Một thái độ mà chúng ta cần phải thay đổi luôn ở trong đời sống của chúng ta, nhất là đối với các anh chị em đã từng lớn lên sinh hoạt trong Hội Thánh truyền thống, đó là chúng ta cần phải nhận biết Chúa Giêsu không
ở trong các trang kinh thánh. Nhưng mà Ngài là Chúa hằng sống của chúng ta. Ngài là cứu Chúa sống của chúng ta, Chúa phục sinh của chúng ta. Đức Chúa Trời mà chúng ta đọc được ở trong kinh thánh cũng là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi và Ngài vẫn còn làm việc cho đến ngày hôm nay. Ngài đã yểm trợ cho hội thánh đầu tiên thì Ngài cũng yểm trợ chúng ta cho mệnh lệnh mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta. Vì chúng ta thấy trong phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban không chỉ cho một thành phần đặc biệt nào đó như là các sứ đồ, các tiên tri, mục sư hay là những thành phần đặc biệt, nhà truyền giáo. Nhưng mà Chúa Ngài muốn làm việc với tất cả mọi tín nhân. Ở đây là chỗ mà xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta được Chúa Ngài ghi khắc ở trong tấm lòng của chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ có một cái lòng tin vững chắc và chúng ta bước ra hành động như Chúa Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta. Đại mang linh đã được trao cho những ai tin Ngài. Đây là chỗ rất là quan trọng. Như vậy, nếu chúng ta không thấy những điều mà đại mang linh của Chúa đã bày tỏ và cho chúng ta thấy những dấu lạ đi theo trong nguyên tác thì dùng hình ảnh là đuổi theo hay là đi cùng với chúng ta, thì chúng ta phải đặt câu hỏi lại là chúng ta có tin hay là không. Vấn đề của chúng ta là nếu chúng ta tin, Chúa sẽ làm việc với chúng ta. Nếu chúng ta ra đi, chúng ta sẽ gặp quyền năng của Chúa đi cùng với chúng ta, vì Chúa Ngài yểm trợ cho chúng ta cho công việc truyền giáo, cho sứ mạng vĩ đại mà Chúa Ngài đã dành ban cho chúng ta. Điều này cũng áp dụng cho mọi người. Mỗi tín đồ nên dạn dĩ truyền bá tin lành cho mọi người. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài phán ở trong Ma-thi-ơ chương 24 câu số 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cho anh chị em thân mến của tôi, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất. Và cảm ơn Chúa vì điều này đang dần ứng nghiệm. Ngày hôm nay, hội thánh của Chúa đã được Chúa Ngài ban phước, Chúa Ngài cho chúng ta có những phương tiện như chúng ta đang sử dụng ngày hôm nay. Đó là tin lành của Chúa được rao giảng ra. Và Chúa cho có những phát minh của những vệ tinh để có thể chuyển tải những làn sóng và nối kết mạng toàn cầu để tin lành của Chúa được rao giảng ra. Và theo như dự đoán của các công ty lớn liên quan đến vấn đề mạng toàn cầu thì người ta cho biết là ngày hôm nay thì có thể lên đến 90% dân số trên thế giới có thể tiếp xúc được với tin lành của Chúa qua những phương tiện mà Chúa Ngài cho chúng ta ngày hôm nay, qua Internet, qua mạng xã hội để chúng ta có thể rao giảng tin lành của Chúa. Cảm ơn Chúa vì những phương tiện đó. Nhưng chúng ta cũng không thể nào giới hạn bằng những phương tiện, mà chúng ta phải là những nhân chứng đi ra và Chúa Ngài cùng làm việc với chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người cần sự cứu rỗi của Chúa chứng kiến, trải nghiệm được quyền năng của Chúa rất hiển thực trong đời sống của họ. Thì anh chị em, điều này dành cho mọi người là như vậy. Truyền giảng nghĩa là công bố hoặc chia sẻ tin lành cho mọi người. Khi chúng ta đem tin lành của Chúa đến cho những người lân cận của chúng ta, thì sự truyền giảng của chúng ta tại đây chúng ta thấy rằng có thể là một buổi nhóm đông người. Như chúng ta thấy chấp sự Philip khi đến thành Samari đã được Chúa Ngài sử dụng. Và chúng ta thấy cả thành đã trở lại cùng Chúa. Nhiều người kinh nghiệm được phép lạ, giải cứu. Và cả thành vui mừng vì những điều tươi mới mà Chúa Ngài đem đến trên đời sống của những kẻ tin. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy như Philip, ngay sau đó được Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn để có thể bắt kịp một chiếc xe ngựa đang chạy. Trên đó có quản quan người Ethiopia đang muốn biết cái người mà tiên tri Esai nói đến tại đây là ai? Là chính tiên tri Esai hay là một đấng nào khác? Thì ông đòi hỏi một người có sự hiểu biết để có thể giúp đỡ cho ông. Nên Philip đã được Chúa Ngài hướng dẫn gặp riêng ông ở trên chiếc xe ngựa đó. Hay là chúng ta thấy như cách Đức Chúa Giêsu Ngài đã đi từ nơi này đến chỗ kia và có lúc Chúa giảng cho đông người và có những lúc Chúa Ngài gặp gỡ thí dụ như người đàn bà Samri tại giếng Sikha, tại giếng của Gia-cốp ở tại làng Sikha, thì chúng ta thấy rằng Chúa gặp gỡ cá nhân. Rồi chúng ta thấy công vụ của sứ đồ cũng bày tỏ ra điều đó. Truyền giảng đem tin lành đến cho đại chúng hay là cho những cá nhân. Chúng ta phải thực hiện cả hai. Cảm ơn Chúa vì những phương tiện mà Chúa Ngài cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta cũng có thể cùng hiệp sức với các đầy tớ của Chúa được Chúa Ngài gọi một cách đặc biệt để rao giảng tin lành của Chúa ra cho đại chúng. Như chúng ta thấy những cái cuộc truyền giảng lớn lao của cố mục sư nhà truyền giảng Reinhard Bonnke, mà có những buổi nhóm lại truyền giảng của ông có 1.3 triệu người đến để tham dự. Đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là được khích lệ. Nhưng mà chúng ta cũng cần biết là
Đó chỉ là những cái trường hợp đặc biệt. Còn hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi, con cái của Chúa tiếp xúc với những người lân cận của mình, láng giềng của mình, người cùng sở làm của mình, và tin lành của Chúa cũng được giảng ra như vậy. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng thấy những dấu hiệu cặp theo những kẻ tin. Và đây là điều mà chúng ta cần tin và xin Chúa nghe cho chúng ta kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi qua, thì Ngài đuổi các tà ma, Ngài chữa lành cho những người đau ốm. Ngày nay Ngài ủy thác quyền phép đó cho tất cả những người tin đến danh của Ngài. Là chúng ta, là những người mà Chúa Ngài cùng làm việc với chúng ta, để chúng ta cũng có thể thấy những cái việc tương tự như vậy xảy ra. Là những kẻ tin chúng ta có thể xua đuổi tà ma, giải cứu những người bị ức hiếp. Chúng ta có thể nói tiếng mới, chúng ta có thể chữa lành cho những người bị đau ốm. Chúa Giêsu Ngài không nói những điều này, nói những dấu hiệu này sẽ cập theo những người nghi ngờ, hoặc là những người không dám tin là quyền phép của Chúa vẫn còn xảy ra. Nhưng mà quyền phép của Chúa thật sự xảy ra qua tay của những người mà Chúa Ngài thấy họ tin Ngài. Ngài không nói rằng những cái dấu kỳ phép lạ này sẽ cập theo những người chỉ ước mơ mà thôi. Và đây là điều mà chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta không ngồi chỉ ước mơ hay là cầu nguyện điều đó, mà chúng ta cần tiến vào để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Tôi nhớ khi gặp gỡ nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, chúng tôi cầu nguyện chuẩn bị cho đại hội năm đó, trước khi ông giảng cho đại hội của chúng ta. Thì chúng tôi ngồi và có chia sẻ với nhau, thông công với nhau. Thì tôi thấy cái sự xác nhận của ông đối với điều mà tôi tin một cách rất là xác quyết. Đó là ngày hôm nay chúng ta không đeo đuổi sự phục hưng theo mô hình của Cựu Ước. Đó là khi đất nước gặp những sự khó khăn, rồi lòng của con dân của Chúa đã sa ngã, thì họ cầu nguyện để xin Chúa Ngài ban phước và Ngài làm việc ở trên đời sống của họ để đem lại một sự phục hưng. Nhưng mà ngày hôm nay trong Tân Ước thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài đã đổ quyền năng sự hiện diện của Ngài qua Thánh Linh của Chúa. Cho nên trong Tân Ước sự phục hưng là khi chúng ta tin nhận để Đức Thánh Linh Ngài kiểm soát đời sống của chúng ta, và chúng ta đứng lên, chúng ta làm việc. Thì đó là mô hình của phục hưng ở trong Tân Ước. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay khi chúng ta tin và chúng ta đón nhận sự trang bị của Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng sẽ thấy cùng một kết quả như vậy. Anh chị em hãy có lòng tin nơi Chúa. Phép lạ không chỉ cập theo những người ở trong Kinh Thánh, những người ở trong quá khứ, nhưng mà phép lạ chỉ cập theo những người tin chắc rằng họ sẽ làm được. Và đây là một sự khác biệt rất là lớn. Và xin Chúa Ngài cho để qua bài học hôm nay và sự trang bị của chúng tôi cho anh chị em trong những ngày qua, đem lại cho anh chị em một cái sự khích lệ, đó là chúng ta có thể làm được. Bởi vì Chúa Ngài đã phán như vậy, Ngài đã định như vậy. Chúng ta không còn ngồi ước mơ nữa, nhưng mà chúng ta phải tin. Đức tin thật phải phát xuất từ tâm linh của chúng ta. Đó là chúng ta hầu việc phục vụ một Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã từng chữa lành, Ngài đang chữa lành và Ngài sẽ tiếp tục chữa lành. Khi chúng ta sử dụng danh của Chúa mà Ngài ủy quyền cho chúng ta sẽ thấy cùng một Đức Chúa Jesus đã từng đi ở trên bờ biển Galilee, đã từng bước đi ở trên đất này, Đấng đã làm phép lạ. Lúc bấy giờ Ngài đang làm phép lạ và sẽ tiếp tục làm phép lạ. Ngài cùng làm việc với chúng ta là những người tin và bước ra thực hiện. Đây là sự khác biệt mà xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Ở trong sự sức giàu, ở trong sự kêu gọi và lời tiên tri của Chúa, là Chúa dùng Hội Thánh người Việt Nam của chúng ta để có thể khôi phục lại chức vụ quyền năng ở trên đất Mỹ này. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đã đang làm và Chúa Ngài sẽ làm. Chúa Ngài cho chúng tôi có được một cái ơn của Chúa để có thể trang bị và giúp đỡ để những người tín đồ ngồi trong các hàng ghế của nhà thờ bắt đầu có thể đứng lên và bước ra hành động, làm việc, đặt tay công bố, giải cứu nhân danh Đức Chúa Giêsu, giải cứu những người bị ức hiếp. Thì chúng ta thấy rằng người ta được chữa lành, người ta được giải cứu. Đây là những cơ đốc nhân tin. Đây là dấu lạ cặp theo những ai tin, tin chắc rằng mình sẽ làm được, tin rằng Đức Chúa Giêsu không hề thay đổi, tin rằng quyền năng của Chúa sẵn sàng để cùng làm việc với chúng ta, để làm cho vững đạo. Thì chúng ta sẽ thấy
phước hạnh của Chúa sẽ bày tỏ ra xuyên qua đời sống của chúng ta là như vậy. Sự dạy dỗ này rất là quan trọng. Và Ngài ao ước những lời này sẽ vang dội ở trong tai của những kẻ tin, để chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định là Chúa, Ngài cùng làm việc với những kẻ tin. Mát chương 16 câu 18, Chúa Ngài nói rằng hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Cảm ơn Chúa, Chúa không nói có thể, nhưng mà Ngài nói rằng hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Một khẳng định mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã xác nhận, chứng thực lời giảng bằng những cái dấu kỳ phép lạ là điều mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài cho để mỗi đời sống cá nhân chúng ta, chức vụ của chúng ta sẽ thấy được ở trong đời sống của mình. Vì Mát chương 16 câu 20, lời của Chúa kết thúc phúc âm Mát chương 16 như thế này: về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp nơi. Đó là phần của họ, họ đi ra, họ giảng đạo khắp nơi. Phần của Chúa thì Chúa cùng làm với môn đồ và lấy phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Như vậy chúng ta thấy có phần của chúng ta và phần của Chúa. Phần của chúng ta phải ra đi, phần của chúng ta phải hành động. Chúa mới làm việc với chúng ta, cùng làm việc với chúng ta. Chúng ta thấy điều này đáng tiếc, nó không xảy ra ở nhiều nơi trong hội thánh chung của Chúa, hội thánh phổ thông của Chúa. Bởi vì chúng ta vì một cái lý do nào đó không tin nơi lời của Chúa, hay là chúng ta bắt chước những người đi trước của chúng ta. Đó là chúng ta lại nài nỉ cầu nguyện xin Chúa Ngài chữa lành, xin Chúa Ngài làm phép lạ. Trong khi đó Chúa Ngài bảo rằng chính chúng ta phải làm công việc đó. Chúng ta phải ra đi, chúng ta phải bước ra thì Chúa sẽ yểm trợ chúng ta bằng quyền năng của Ngài. Và đây là sự khác biệt rất là lớn anh chị em. Nếu chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta xin Chúa làm điều mà Ngài đã ủy quyền cho chúng ta và sai phái chúng ta, thì chúng ta thấy đây là một cái thái độ cũng như công việc mà Chúa Ngài rất buồn. Tôi thường suy nghĩ cái điều này là nếu giám đốc hay là những người cấp trên của chúng ta trong một công ty đã sai phái chúng ta đi làm một công việc gì đó, chúng ta nhận lệnh xong rồi chúng ta ngồi đó và chúng ta không làm gì hết, khi chúng ta được kêu đến để báo cáo về cái kết quả của công việc của mình thì chúng ta lại nói tôi tưởng là giám đốc sẽ làm công việc đó, hay là tôi tưởng rằng sếp sẽ làm công việc đó. Không, không, không. Chúng tôi đã sai anh đi ra để làm công việc này thì chính anh phải thực hiện. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta trở lại với giám đốc của mình mà chúng ta báo cáo bằng cái cách đó, đó là tôi nghe, tôi nhận, nhưng mà tôi ngồi tôi chờ để giám đốc sẽ làm cho tôi trong công việc này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị mất việc. Chúng ta làm như vậy đối với Đức Chúa Trời, đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng phán hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin sẽ được cứu, và kẻ tin sẽ được các dấu lạ này cặp theo. Rồi chúng ta thấy các môn đồ của Chúa đã hiểu như vậy và họ ra đi giảng tin lành của Chúa khắp mọi nơi. Phần của Chúa là Ngài cùng làm việc với họ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ bứt phá, để chúng ta sẽ không còn ngồi mơ ước nữa, nhưng mà chúng ta sẽ ra đi, rồi Chúa Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta, chứng thực lời giảng của chúng ta, chứng thực sứ điệp mà chúng ta rao giảng. Chúa Ngài sẽ cộng tác với chúng ta để làm cho vững đạo của Chúa là như vậy. Những dấu hiệu được cặp theo mỗi cơ đốc nhân đang khi chúng ta đi ra rao giảng được phần kinh thánh để cho chúng ta thấy, đó là khi chúng ta đặt tay trên kẻ đau ở trong cuộc sống hàng ngày của mình thì phép lạ sẽ xảy ra, người ta sẽ được lành. Và khi chúng ta thi hành chức vụ như những kẻ tin Ngài thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Ngài hài lòng và Ngài cùng làm việc với chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ là đội ngũ của những người như lời bài hát mà chúng ta đã hát. Chúa Ngài dấy lên một đạo binh, một đạo quân lớn cho Chúa ở trong những ngày cuối rốt này, là những người tin và những người bước ra hành động. Tôi xin nhắc nhở anh chị em điều này trong kinh nghiệm của chúng tôi. Khi chúng tôi ra đi thì thấy mức độ của dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ hiện ra một cách rất là lớn và rất là rõ ràng. Ở nhà thì bởi ơn của Chúa thì cũng thấy, nhưng mà không bằng. Có những cái mức độ loại phép lạ xảy ra mà lớn, và những chuyện mà mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe đó, là chúng tôi luôn kinh nghiệm ở trong những chuyến truyền giáo, những lúc mà mình ra đi, những lúc mình phục vụ những người có nhu cầu. Cho nên chị em muốn kinh nghiệm Chúa, muốn thấy được quyền năng của Chúa, chúng ta phải ra đi. Và điều đó sẽ đem lại cho chúng ta một cái kinh nghiệm tuyệt vời, và mỗi ngày chúng ta sẽ tin một cách vững chắc hơn, có kinh nghiệm, và thẩm quyền cũng sẽ nâng cao khi chúng ta thấy một chuỗi của kết quả của những việc mình làm sẽ đem lại kết quả
một cách rất là rõ ràng. Tôi nhớ lần rồi ở tại Atlanta, khi đại hội giao cho tôi trách nhiệm để giảng tin lành của Chúa trong việc truyền giảng chữa lành, thì chúng tôi sau khi chia sẻ câu chuyện mà người đàn bà bị bệnh mất huyết có thể nhận được sự chữa lành vì đức tin của bà đã rời chạm đến tuyên áo của Chúa, thì tôi kêu gọi những người có mặt ở tại đó, các bạn hữu, các thân hữu, là Đức Chúa Giêsu Christ đã từng bày tỏ quyền năng lưu xuất ra từ Ngài để chữa lành cho người đàn bà đó. Ngài đang ở đây vì Ngài là cứu Chúa phục sinh của chúng ta. Chúng tôi mời gọi những người có nhu cầu lên để tiếp nhận sự chữa lành. Và chúng tôi bắt đầu với những cái loại bệnh khác nhau, đặc biệt là những cái chứng bệnh liên quan đến cột sống. Và tôi nói một cách đầy thẩm quyền rằng tất cả những ai có những chứng bệnh liên quan đến cột sống hôm nay sẽ ra về được lành lặn. Bởi vì chúng tôi đã kinh nghiệm cái sự sức giàu đặc biệt này trong chức vụ của chúng tôi bao nhiêu ngàn lần rồi. Lần thứ nhất đem lại cho chúng tôi một cái sự phấn khích rất là đặc biệt. Nhưng mà khi việc xảy ra thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến 100 lần, đến 1000 lần, thì không còn một chút nghi ngờ nào hết, và chúng tôi có thể đảm bảo và công bố cho anh chị em một cách chắc chắn rằng Chúa sẽ chữa lành cho anh chị em, đặc biệt là những người liên quan, những chứng bệnh liên quan đến cột sống. Và Chúa đã làm như vậy. Anh chị em phải bước ra, phải kinh nghiệm Chúa làm việc với chúng ta, để rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm và chúng ta sẽ mặc lấy một mức độ của thẩm quyền lớn hơn ở trong ơn của Chúa. Và cảm ơn Chúa, khi chúng tôi phục vụ, thì Chúa đã cho anh chị em, con cái của Chúa chứng kiến được những điều mà Chúa Ngài đã làm. Người cần phải chống gậy để đi đã bỏ cái gậy lại và bước ra nhảy, chạy, đi, chạy, rồi nhảy, múa, ngợi khen Chúa vì sự chữa lành của Chúa. Những người cần được sự chữa lành của Chúa, chúng tôi nhận được lời làm chứng của một anh em đã từng đau cột sống, và bác sĩ đã kể như là kể anh là một phế nhân, disabled. Bởi vì anh không thể nào có thể cất một cái vật gì nặng hơn là 3 pounds, 3 cân anh, và cũng không thể cúi xuống được. Sau khi anh giải phẫu vẫn không giải quyết được, giải phẫu cột sống không giải quyết được, và 3 lần bác sĩ phải chích những cái mũi kim trực tiếp vào chỗ đau ở trong tủy sống đó để giúp cho anh được giảm đau, mà cũng không điều gì có thể giúp đỡ được. Anh nói rằng anh không thể nào ngồi và lái xe được. Nếu ngồi hơn 2 giờ đến 3 tiếng đồng hồ thì đau nhức vô cùng, anh không thể nào chịu đựng được. Nhưng cảm ơn Chúa, sau khi chúng tôi cầu nguyện và phục vụ anh, công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ sự chữa lành của Chúa đến, thì anh làm chứng lại, ngày hôm sau, con trai của anh đã đưa anh đi từ Atlanta đến vùng Maryland, đi 16 tiếng đồng hồ lái xe, mà anh không có một chút gì của đau đớn hay là đau nhức mà anh đã từng trải nghiệm, vì sự chữa lành của Chúa đã đến. Anh chị em, phước hạnh đó chắc chắn cũng sẽ đến với chúng ta. Tôi không tin rằng Chúa chỉ ban ơn cho chúng tôi một cách đặc biệt để làm công việc này, nhưng mà Chúa Ngài muốn nhân rộng để tất cả mọi con cái của Chúa, mọi tín đồ đều có thể làm công việc này. Và cảm ơn Chúa, các anh em đi cùng với chúng tôi đã được huấn luyện, cũng dự phần vào để phục vụ những người có nhu cầu ở trong buổi tối Chủ nhật đó, trong buổi truyền giảng đó. Thì Chúa cũng làm việc với các anh em và người ta cũng được chữa lành rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Đến mức độ con dâu của tôi là vợ của mục sư Sam, là một bác sĩ y khoa, nói rằng thật là tuyệt vời khi thấy các con cái của Chúa đi chung với ba ở trong phái đoàn. Họ cũng làm việc theo như việc mà ba huấn luyện và thấy bao nhiêu người đã được chữa lành. Thì chúng tôi cảm ơn Chúa vì điều đó khích lệ cho một bác sĩ y khoa rất là nhiều. Đó là không phải chỉ có mục sư được Chúa Ngài sức giàu đặc biệt để làm công việc đó, nhưng mà tất cả những kẻ tin. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Ai đó ở trong chúng ta, trong lớp học này, trong thời giờ học này, nếu anh chị em tin, anh chị em sẽ thấy các phép lạ này cập theo đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chức vụ chữa lành của Đức Giê-xu, Ngài muốn chuyển tải cho chúng ta. Bất cứ nơi nào Chúa Giê-xu Ngài đã đến trong suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất, thì Ngài luôn có những cái dấu của sự chữa lành cập theo. Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 chép: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước của Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy ở tại đây, Chúa Giê-xu Ngài bước ra và Ngài thực hiện công việc
Thì chúng ta ngày hôm nay là môn đồ của Chúa, chúng ta cũng hãy bước ra như Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước của Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Cảm ơn Chúa. Ở đây cũng có một điều mà chúng ta xin lời của Chúa ở tại đây giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể phá hủy một cái đồng lũy mà những người vô tín đã xây dựng ở trong đầu óc của chúng ta. Đó là Chúa ngày từng hồi từng lúc có một cái phép lạ nào. Phép lạ là một cái gì đó rất hiếm. Cho nên chúng ta đừng mong là nó sẽ xảy ra ở những nơi nào khác. Chỉ có một chỗ nào đó được ơn của Chúa hay là ở trong nơi thờ phượng thì mới có xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây Đức Chúa Giêsu ngài đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Và Luca chương 4 câu 18-19 xác nhận, đó là thần của Chúa ngự trên ta vì ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến để kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và đồn ra năm lành của Chúa. Cho anh chị em thân mến của tôi, Chúa Giêsu ngài nhận biết và xác nhận qua lời tiên tri của tiên tri Esai. Ở đây chúng ta nếu truy về chúng ta thấy là Esai chương thứ 61. Chúa Giêsu ngài mở phần kinh thánh chỗ đó ra và ngài xác nhận hôm nay những điều này được ứng nghiệm trên chức vụ của ngài. Và tôi cầu nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta cũng sẽ học theo gương của Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài là một khuôn mẫu, ngài là một cái gương sáng để tất cả chúng ta có thể thấy được rằng Chúa làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ. Chúa Giêsu phán ở trong Giăng chương 14 câu số 12. Đây là câu kinh thánh mà có lẽ anh chị em nghe tôi nhắc nhiều lần. Nó là một sự khám phá mà người Mỹ dùng cái hình ảnh đó là eyes open. Đây là cái câu kinh thánh mà nó mở mắt cho tôi để tôi có thể thấy được. Mặc dù khó tin đối với sự suy nghĩ của con người của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tin vì đây là điều mà chính Đức Chúa Giêsu ngài nói. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cảm ơn Chúa chúng ta thấy điều kiện từ đó, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Tôi làm công việc Chúa làm à? Chưa đủ, còn một cái lời hứa lớn hơn nữa, đó là lại cũng làm việc lớn hơn nữa, lớn hơn những điều Đức Chúa Giêsu đã từng làm. Và ngài cho biết cái lý do, vì ta đi về cùng cha. Chúng ta biết Chúa Giêsu trở về cùng với Chúa Cha, ngồi bên hữu Chúa Cha và đang cầu thai cho hội thánh, cầu thai cho chúng ta. Ngài trở về cùng cha, nhận điều cha hứa là thánh linh của Chúa và đổ thánh linh của ngài ra ở trên đất này để những người tin Chúa sẽ được trang bị cùng một sự trang bị mà Đức Chúa Giêsu đã được trang bị. Thần của Chúa ngự ở trên ngài vì ngài sức dầu cho Đức Chúa Giêsu đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Và sự sức dầu của Chúa, thần của Chúa khi đến trên chúng ta, ngự trên chúng ta, sự cùng một sự sức dầu đó cũng sẽ đến ở trên chúng ta. Vì Chúa Giêsu ngài hứa với chúng ta như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Amen anh chị em. Hãy tin điều đó. Rồi xin Chúa ngài giúp cho chúng ta ở trong thời giờ này, tất cả những người nghe tôi, chúng ta sẽ đón nhận lời hứa lớn hơn, đó là lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Cảm ơn Chúa. Nhiều người đã đọc những lời này và có thể có cùng một suy nghĩ giống như tôi đã từng suy nghĩ. Làm thế nào chúng ta có thể làm những việc như Chúa đã làm? Chúng ta không dám tin bởi vì lời hứa này quá lớn cho chúng ta. Rồi làm thế nào chúng ta có thể làm những việc lớn hơn? Thì nó là quá sức tưởng tượng của chúng ta nếu không có sự sức dầu và giáng trên của Đức Thánh Linh thì chắc chắn những việc này không thể xảy ra. Chúa Giêsu là mô hình ở tại đây để giúp đỡ cho chúng ta thấy, đó là ngài thực hiện tất cả những điều này ở trong cái thân vị của một con người. Một con người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, một con người được sức dầu. Bởi vì chúng ta có thể nói rằng vì ngài là con của Đức Chúa Trời toàn năng, ngài là Đức Chúa Trời toàn năng thì ngài có thể làm công việc đó, nhưng mà chúng ta chỉ là người thường. Đúng nhưng sai. Chúng ta là người thường nhưng mà khi chúng ta có thánh linh của Chúa thì như chủ đề của loạt bài huấn luyện này, chúng ta có thể làm những cơ đốc nhân siêu nhiên. Những người của Đấng Christ làm những việc siêu nhiên. Những người tầm thường làm những việc phi thường. Bởi vì yếu tố của Đức Thánh Linh đã đến ở trên chúng ta. Chúng ta hãy nhớ điều này. Mô hình này sẽ được giới thiệu với anh chị em nhớ. Đó là Đức Chúa Giêsu tạm thời
Ngài đã chọn gác bỏ thần tánh của một Đức Chúa Trời để Ngài có thể làm một mô hình cho chúng ta và cho chúng ta thấy rằng Ngài làm được. Với những điều kiện đã có thì Ngài cũng xác nhận với chúng ta rằng chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta biết Ngài đã đến như một Adam sau cùng. Và Ngài là Đức Chúa Trời trước khi mang lấy nhục thể. Nhưng mà Ngài đã tạm thời gác bỏ cái địa vị là Đức Chúa Trời để đến thế gian này như là một con người. Và Philip chương 2, câu 6 cho đến câu số 11 cho chúng ta thấy những nguyên tắc thuộc linh này. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời. Philip chương 2, câu 6 đến câu 11. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, đó là Ngài mang lấy nhục thể như chúng ta, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bước đi một con đường mà nhờ đó mà chúng ta có thể đặt lòng tin vững chắc. Có một số điều kiện chúng ta thấy tại đây. Ngài không thực hiện thánh vụ của Ngài như là một Đức Chúa Trời. Ngài tạm gác thần tánh của Ngài. Mà tôi nói rằng chúng ta hình dung một cái hộp, Chúa tự đặt mình vào trong cái giới hạn đó, cái hộp của sự vâng lời. Và lời của Chúa nói tại đây, Ngài từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Là một Đức Chúa Trời, Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Ngài có thể hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nhưng như một con người thì Ngài chỉ có thể hiện diện ở một nơi một lúc. Ngài là Chúa toàn năng. Ngài có thể làm tất cả mọi sự. Nhưng Chúa ở trong tư cách là một con người thì chúng ta thấy rằng không có một phép lạ nào xảy ra được ghi chép cho chúng ta trong 30 năm đầu của cuộc đời Chúa Giêsu trên đất. Nhưng mà năm Chúa 30 tuổi và Ngài đã đến với dân Baptist để làm trọn luật pháp, nhận báp tem của dân Baptist. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta từ dưới nước lên thì bầu trời mở ra, có tiếng phán từ trời: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Rồi Đức Thánh Linh đã lấy hình như hình chim bồ câu đáp xuống ở trên Ngài. Đây là giây phút Đức Chúa Giêsu Ngài nhận sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Ngài được Đức Thánh Linh dẫn dắt từ đó. Và khi Chúa Ngài đi vào trong đồng vắng, đối diện với sự cám dỗ của Satan, Kinh Thánh ghi lại từ cái kinh nghiệm đã đắc thắng Satan từ đồng vắng trở về, thì Ngài được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Và từ đó chúng ta thấy Chúa bắt đầu giảng đạo, phép lạ, chữa lành, giải cứu và nhiều việc đã xảy ra. Anh chị em, chúng ta có thể đặt cuộc đời của chúng ta song song để chúng ta thấy được. Chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống của mình, chúng ta được tha thứ. Và Chúa Ngài thánh hóa chúng ta. Để tội lỗi đã được cất đi, chúng ta được sự tha thứ đó. Thì bây giờ con người của chúng ta có thể đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại đến ở trong chúng ta. Và Ngài cũng mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta. Thì lúc bấy giờ chúng ta hội đủ những điều kiện như Đức Chúa Giêsu Ngài đã có. Và sự sức giàu của Chúa bắt đầu hoạt động trên chúng ta, để chúng ta có thể làm công việc Chúa Giêsu làm, lại còn làm lớn hơn nữa là như vậy. Bởi vì có sự hiện diện của Thánh Linh quyền phép ở trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu Ngài đã vận hành và phục vụ theo cách này. Và có những chỗ Đức Chúa Giêsu đã xác nhận: con không tự làm điều chi hết, chỉ làm những điều con thấy Cha làm. Một lần nữa Chúa đặt mình vào trong sự vâng phục và chỉ làm những điều con thấy Cha làm, và chỉ nói những điều con thấy Cha nói. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Giêsu trong thánh vụ của Ngài trên đất này, Ngài đã trở nên một người và nhờ cậy hoàn toàn vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là chìa khóa cho chúng ta để chúng ta có thể bước vào một cuộc sống siêu nhiên là ở chỗ đó. Chúng ta nhận sự siêu nhiên từ nơi Đức Chúa Trời để chúng ta có thể trở nên một Cơ Đốc nhân siêu nhiên là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài biết
mọi điều một cách siêu nhiên, cũng như chúng ta có thể biết thông qua ân tứ mặc khải của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn, chúng ta có thể được Chúa Ngài chi phối đời sống của chúng ta. Như sau khi Đức Giê-xu Ngài được đầy Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong đồng vắng để Ngài chịu cám dỗ, có một sự đầu phục và để Đức Thánh Linh dẫn dắt. Khi chúng ta để Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt, để Ngài chi phối đời sống của chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa thực hiện. Lời của Chúa không phân biệt với chúng ta là Thánh Linh ở trong Đức Giê-xu khác hơn Đức Thánh Linh ở trong con người của chúng ta, cùng một Thánh Linh. Và Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta qua con đường này, qua phương cách này, để chúng ta là những con người có thể tin và kinh nghiệm được như Đức Giê-xu Ngài đã kinh nghiệm. Nếu Chúa có thể làm, thì chúng ta cũng có thể làm. Xin Chúa cho chúng ta xác nhận điều đó. Chúa Giê-xu là người duy nhất có đủ điều kiện để trở thành gương mẫu cho chúng ta. Sứ mạng của Ngài không phải được làm trọn trong quyền phép của con một của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài đã thi hành chức vụ của Ngài như một con người ở trên đất này, thông qua những ân tứ của Đức Thánh Linh. Do đó chúng ta có thể nói một cách mạnh mẽ, và trong giảng bài chúng tôi gửi ra cho anh chị em, hãy cùng nhau xác nhận, nếu Chúa Giê-xu Ngài làm được, thì chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta có thể và sẽ làm được những công việc siêu nhiên ở trên đất này. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta nhắc chính mình nhớ điều này, và nhận thức này sẽ nén chặt ở trong tâm hồn của chúng ta. Đó là nếu Đức Giê-xu Ngài làm được, khi Ngài để Đức Thánh Linh kiểm soát, chi phối, đầy dẫy trong Ngài, thì chúng ta khi có Đức Thánh Linh hành động làm việc đầy dẫy trong chúng ta, thì chúng ta có thể nói nếu Chúa Giê-xu làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Không phải do cố gắng của chúng ta, nhưng mà do chính lời Đức Giê-xu Ngài đã phán với những kẻ tin như vậy. Quả thật, ai tin thì sẽ làm việc ta làm, và cũng làm lớn hơn nữa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Hơn nữa, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa Giê-xu đối với những người hư mất. Chúng ta cần nhớ điều này. Chúa Ngài thi thố quyền năng của Ngài xuyên qua chúng ta để chữa lành cho người bệnh, vì Ngài thương người bệnh, Ngài thương những người lạc mất. Ngài muốn cho mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Nhưng mà vì họ lâu ngày nằm ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ, thì họ, mắt của họ đã bị che mù. Lòng, con mắt của tấm lòng của họ đã bị làm cho mù lòa. Họ không thấy được. Cho đến khi quyền năng của Chúa thể hiện, để họ trải nghiệm ở trên thân thể của họ, trải nghiệm được ở trong đời sống của họ sự giải cứu, sự chữa lành từ nơi Chúa, lúc bây giờ mắt của họ mở ra. Và họ có thể nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng yêu thương họ và muốn chăm sóc, muốn giải cứu họ, để họ có thể được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Matthew chương 9 câu 3, 16 đến 38 ghi lại cho chúng ta: khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Chúa Giê-xu không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Khi chúng ta hiểu được tâm lòng của Chúa, có những người họ chống đối, hay là họ có những cái lời phê bình, một sự khánh giảng nhiều quá về sự chữa lành vân vân. Và đó là cái điều mà hiếm lắm mới có thể xảy ra, phép lạ hiếm lắm mới có thể xảy ra. Thì khi mà ông giảng nhiều như vậy thì có chừng là không có chuyện gì xảy ra thì làm tối danh Chúa. Nhưng mà tôi thì có một sự suy nghĩ khác hơn. Tôi tin nơi những gì Chúa nói, và áp dụng như điều Chúa Giê-xu Ngài đã xác nhận thì luôn thấy kết quả. Bởi vì tôi biết rằng Chúa Ngài yêu thương con cái của Ngài. Những người chưa được cứu cũng là con cái của Chúa, con cái bởi sự sáng tạo. Ngài cũng yêu thương họ. Bởi vì khi Ngài dựng nên loài người chúng ta, Ngài không định cho con người của chúng ta phải chịu đau đớn bởi ốm đau bệnh tật. Ngài dựng nên chúng ta để sống trong sức khỏe. Nhưng mà vì tội lỗi và thế gian của chúng ta, cũng như quả địa cầu này, trên đất này đã bị rủa sả, cho nên bệnh tật đến ở trên loài người chúng ta. Mà Chúa yêu con người của chúng ta lắm. Ngài muốn phục hồi đời sống của chúng ta, cả tâm linh lẫn thể xác. Cho nên Chúa Ngài đã dự trù cái sự chữa lành, dự liệu cái sự chữa lành của Chúa bằng cách Ngài hứng chịu những lằn đòn thay thế cho chúng ta. Để nhờ đó, nhờ những lằn đòn đó, nhờ phúc lợi của những giọt huyết đổ ra từ những lằn đòn đó, mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Thế anh chị em, vì Chúa yêu những người lạc mất, Ngài rất muốn họ biết Chúa, kinh nghiệm Ngài. Cho nên Chúa dùng cái cách này để tái giới thiệu Ngài cho loài người của chúng ta. Đó là Ngài là Chúa toàn năng.
Ngài có quyền trên tất cả mọi sự khó khăn nan đề mà họ đối diện, và Ngài có thể giải quyết cho họ. Nhất là nan đề của sự chữa lành tâm linh, để họ có thể được cứu và được sự chăm sóc của Chúa, được làm chiên của Ngài. Bởi vì Ngài động lòng thương xót đám đông vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Cho nên chị em, khi chúng ta đi ra rao giảng tin lành của Chúa, thực hiện sứ mạng vĩ đại và có sự chữa lành cặp theo, thì chúng ta hãy làm một cách đầy tình yêu thương, làm hành động bằng đầy đức tin vì lòng thương xót của Chúa muốn thể hiện cho những người có nhu cầu xương qua đời sống của chúng ta. Chúa Ngài muốn mọi người có thể nghe được tin tức tốt lành về sự cứu rỗi của Ngài. Ngài muốn họ kinh nghiệm được để biết rằng Chúa Ngài rất là quan tâm. Nên khi chúng ta giúp đỡ cho một người được chữa lành rồi, thì chúng ta có thể mời họ tiếp nhận Chúa. Vì Chúa Ngài xác nhận với chúng ta rằng sứ điệp mà chúng ta rao giảng đó là thật. Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy dấu kỳ phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo là như vậy. Điều này có nghĩa là vắng bóng của dấu kỳ phép lạ thì sẽ làm cho đạo mà chúng ta giảng không có vững. Đức Chúa Trời Ngài biết điều đó, cho nên Ngài trang bị cho chúng ta và muốn chúng ta kinh nghiệm được. Và những người, những nạn nhân, những bệnh nhân, khi họ kinh nghiệm được sự chữa lành thì họ biết rằng đạo của Chúa rất là vững vàng, chắc chắn và có thật, có thể kiểm chứng được vì quyền năng của Chúa cặp theo. Điều thứ ba mà chúng ta cùng suy nghĩ đó là mạng lệnh được thi hành. Bắt đầu với 12 sứ đồ, Chúa Giêsu bắt đầu sai phái họ đi vào trong cánh đồng của mùa thu hoạch bằng cách 12 môn đệ của Ngài được sai phái đi. Trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 1 và câu 7 đến câu 8 ghi lại chúng ta, Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến bằng thẩm quyền để đuổi các quỷ linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Và Chúa Ngài căn dặn họ trong câu 7 cho đến câu số 8, khi đi đường hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chữa lành những người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phung hủi và đuổi quỷ, các con đã nhận không thì hãy cho không. Những lời này xác nhận với chúng ta đó là Chúa Ngài có kế hoạch sai phái ban thẩm quyền để các sứ đồ đã ra đi, 12 sứ đồ đã ra đi và thấy được kết quả ở trong ơn của Chúa. Sau đó Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là 70 môn đồ khác cũng đã được sai phái, Luca chương 10 câu 1 và câu 9. Sau đó Chúa chỉ định 70 môn đồ khác. Anh chị em khoanh tròn điều đó, cái chữ khác này, như tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở 70 môn đồ cộng với bạn. Chữ khác ở đây, tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài rất là chi tiết, muốn giúp đỡ để chúng ta thấy, để chúng ta loại bỏ cái lối suy nghĩ là chỉ có các sứ đồ mới làm công việc đó. Cũng có người đã phê bình chỉ trích tôi là cái chuyện mà các sứ đồ làm ở trong Kinh Thánh là thời của các sứ đồ, bây giờ thời các sứ đồ qua đi rồi, cái chuyện đặt tay, cái chuyện chữa bệnh thì không còn áp dụng nữa, bởi vì họ quy công việc là chỉ ở trong thời các sứ đồ mà thôi. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài biết điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sau đó Chúa chỉ định 70 môn đồ khác, tức là trong đó không có, trong 70 người này không có 12 sứ đồ. Đây là những người khác, 70 người khác, sai đi từng đôi, đi trước Ngài vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đi. Và Chúa Ngài truyền lệnh hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người. Khi chúng ta thi hành sự chữa lành cho kẻ đau, thì chúng ta đem nước trời đến gần những con người này. Cảm ơn Chúa. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài cũng xác nhận, khi Ngài cậy ngón tay của Đức Chúa Trời để chữa lành, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến ở trên thân thể đó, ở trên cuộc đời đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được điều đó ở trong ngày hôm nay. 12 sứ đồ, rồi 70 môn đồ khác, họ được sai đi để rao giảng tin lành của nước trời. Và họ đã được sai đi để làm đúng những công việc mà Chúa Ngài đã từng làm. Bởi vì Ngài nói kẻ tin sẽ làm việc ta làm, mà làm lớn hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể thắc mắc, còn chúng ta thì sao? Chúng ta xem tiếp. Ngày nay, mỗi cơ đốc nhân, những kẻ tin đều cũng có thể làm những công việc này. Ngày nay công việc Chúa Giêsu trên đất này đã kết thúc. Và Ngài đã được tiếp rước về trời. Nhưng mà Ngài ủy quyền và muốn nhân rộng ra số người mà Chúa Giêsu Ngài
nói đó là những thợ gặt cho cánh đồng. Đó là chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta tin, Chúa Ngài cũng sẽ làm việc với chúng ta. Tất cả mọi tín hữu phải đi khắp thế gian để rao giảng tin lành. Tất cả những tín hữu đều đuổi được tà ma, nói tiếng mới, đặt tay trên kẻ đau, và họ sẽ được chữa lành. Và chúng ta tin, và khi chúng ta thực hiện, Chúa Ngài sẽ làm việc với chúng ta. Bây giờ chúng ta xem hình ảnh của các sứ đồ, các môn đồ đã hiểu những điều Chúa Ngài dạy và mạng lệnh, sứ mạng vĩ đại của Chúa như thế nào. Chúng ta thấy Phi-rơ và Giăng cũng như các tín hữu, chúng ta thấy rằng họ khi gặp người bại đã công bố thành lời trong danh Chúa Giê-xu người Nazareth, hãy trỗi dậy và bước đi. Thì chúng ta thấy cái kết quả là người đàn ông này bại từ thổi sanh ra, lúc bây giờ đã hơn 40 tuổi, nhảy một cái ngợi khen Đức Chúa Trời, rồi nhảy múa đi vào trong đền thờ. Kết quả ngày hôm đó chúng ta thấy thêm 5.000 người được thêm vào trong hội thánh. Đó là cách của Chúa, đó là phương cách của Đức Chúa Trời trong việc truyền giảng trong quyền năng. Xin Chúa cho chúng ta tin điều đó. Chúng có thể nói hơn, vẫn là sứ đồ mà, nhưng Chúa ngày cũng cho chúng ta thấy một chấp sự là Philip đã từng hầu việc, làm giúp việc bàn tiệc ở tại hội thánh Jerusalem. Khi hội thánh của Chúa bị bắt bớ tan lạc khắp nơi, Philip đến thành Samari. Ông đến nơi ông giảng về Đấng Christ, rồi làm những phép lạ trong quyền năng Chúa Ngài đã ban cho. Và chúng ta thấy kết quả là phước hạnh của Chúa xảy ra, công vụ chương 8 câu 6 đến câu 8. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm. Ở chỗ này thì chúng ta cần phải để ý từng chữ để đây để chúng ta thấy lời của Chúa không sai, cũng không phải là lỗi đánh máy, nhưng mà Chúa Thánh Linh đã soi sáng để bác sĩ Luca đã ghi lại một cách rất là rõ ràng tại đây. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm. Trở lại với lời Đức Chúa Giêsu hứa trong Giăng chương 14 câu số 12. Những kẻ tin cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Những kẻ tin. Philip là người tin, được đầy dạy Đức Thánh Linh, có lời làm chứng tốt như chúng ta thấy tiêu chuẩn mà các sứ đồ đã đưa ra cho hội thánh của Chúa ở trong công vụ chương 6. Ông là một trong 7 người được tuyển chọn làm những chấp sự đầu tiên của hội thánh ở tại Jerusalem. Thì chúng ta thấy rằng đoàn dân nghe ông giảng, giống như mô hình Chúa đã sai phái các môn đồ của Chúa đi ra giảng về tính lành của nước trời, thấy các phép lạ người làm, cảm ơn Chúa, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tôi thích cái chữ chữa lành cũng nhiều. Ở đây cho chúng ta thấy rằng có một số đông ở tại đó. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng không xiết. Cảm ơn Chúa. Philip, một chấp sự, được đầy dạy Đức Thánh Linh, cũng làm được công việc như các sứ đồ được đầy dạy Đức Thánh Linh, cũng làm một công việc như Đức Chúa Giêsu khi đầy dạy Đức Thánh Linh đã làm. Phaolô cũng vậy, khi ông đến thành Ê-phê-sô, dạy dỗ về tin lành của Chúa và Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua sự đặt tay của Phaolô. Có lẽ người ta quan sát và thấy rất là lạ. Đó là khi có nhu cầu quá nhiều mà Phaolô thì không có mặt tại đó. Thì người ta làm một cái công việc. Đó là lấy khăn và áo của ông đem đắp ở trên những người bệnh. Và người bệnh được chữa lành. Ai có bị tà ma ức hiếp thì tà ma cũng ra khỏi họ. Và chúng ta để ý đến công vụ chương 19, câu 11, 12 ghi lại chúng ta. Đức Chúa Trời dùng tay của Phaolô làm các phép lạ phi thường. Đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Chúa Ngài dùng tay của Phaolô để làm các phép lạ. Tôi nhấn mạnh những cái chỗ này để xác nhận với anh chị em, đó là con người. Những con người khác hơn Chúa Giêsu là những người tin. Họ là sứ đồ, họ là chấp sự, họ là người đi rao giảng tin lành của Chúa. Chúa làm việc qua tay của họ. Cảm ơn Chúa, nhưng mà chính họ là những người đã làm phép lạ. Qua danh của Chúa Giêsu, qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và đây là mô hình mà xin Chúa cho để chúng ta sẽ kết thúc loạt bài này, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên, bằng cái niềm tin vững chắc. Điều kiện khi chúng ta tin thì Chúa Ngài sẽ làm việc với chúng ta. Và chúng ta sẽ làm được những việc Chúa Giêsu đã từng làm. Khi chúng ta tin, tin Ngài,
tin nơi quyền năng và tin theo kế hoạch của Ngài, chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng như vậy. Và lời của Chúa xác nhận với chúng ta kết quả là tất cả cư dân ở Tiểu Á đều được nghe lời của Chúa, kể cả người Giu-đa và người Gờ-rét. Công vụ chương 19 câu số 10, việc này tiếp tục trong 2 năm đến nỗi mọi người ở Asia, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều được nghe đạo Chúa. Xin Chúa cho thì kết quả này cũng sẽ thể hiện ra trên quê hương đất nước của chúng ta. Bởi dấu kỳ phép lạ, bởi quyền năng của Chúa mà tất cả mọi người, tại đây chúng ta có thể nói đối với hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ, mọi người ở trong cộng đồng của chúng ta, trên thành phố của chúng ta, hãy nói đến ở trong môi trường của dân tộc của chúng ta, việc này tiếp tục ở trong 2 năm đến nỗi, xin Chúa cho đến nỗi này, mọi người ở Việt Nam, cả người tin Chúa lẫn người chưa tin Chúa đều được nghe đạo của Chúa. Cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Cảm ơn Chúa, người có giao ước hay là người chưa được ở trong giao ước của Chúa, người Hy Lạp đều được nghe đạo của Chúa. Xin Chúa nghe làm việc. Vì có một nhu cầu là những cơ đốc nhân chưa được dạy dỗ và chưa nắm bắt được điều này. Họ không bao giờ dám tin rằng họ có thể làm được công việc mà Chúa Giê-xu bảo rằng có thể làm. Công việc nó có một cái khoảng trống, có một cái sự khác biệt giữa những điều mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ rút ngắn cái khoảng cách này giữa những điều chúng ta tin và những điều chúng ta thực hành, để chúng ta sẽ thấy những việc lớn sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến. Tôi tin rằng ngày nay Đức Chúa Trời đang khôi phục các chức vụ. Ngài đang sức giàu để những sứ điệp và những bài học, những bài huấn luyện như chúng ta đang trải qua được Chúa Ngài ban phước sức giàu một cách đặc biệt. Ngài mở mắt, Ngài gây sự chú ý cho chúng tôi để có thể từng bước một dắt anh chị em đi từ chỗ không dám tin, như thái độ của một số người. Họ nói: mục sư ơi, tôi chỉ làm phó tín đồ được rồi, tôi làm người giữ đạo đi nhà thờ được rồi. Để ước ao một điều mà chúng ta thấy Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã dạy cho nhau, đó là đến ngày mà mình sẽ lìa cuộc đời này thì thấy mình được trung tín cho đến chết. Ước mơ chỉ có chừng đó, sau khi tin Chúa rồi ráng cố gắng giữ đạo trung tín cho đến chết. Thì chúng ta thấy cái phần đó là quan trọng, cần đó. Nhưng mà nếu nó là tất cả thì chúng ta thấy rằng sứ mạng vĩ đại của Chúa sẽ không được hoàn tất. Nếu chúng ta chỉ tin Chúa rồi ráng giữ đạo để mong rằng mình trung tín cho đến chết. Hơn nữa, có một lối suy nghĩ mà khi lớn lên trong Hội Thánh, chúng tôi cũng được dạy dỗ. Khi được hỏi là bạn có biết chắc mình được sự sống đời đời không? Thì câu trả lời của nhiều người lớn ở trong thời đó như thế này: cũng chưa biết. Chờ cho đến khi mình hết cuộc đời của mình trên đất, lúc bây giờ mình có được thấy là trung tín với Chúa hay là không? Nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng Tin Lành của Chúa đến với chúng ta rồi nó dừng lại. Và đây là tin tức tốt lành cần phải rao báo. Nên xin Chúa Ngài cho để bài học này, loạt bài này giúp đỡ để chúng ta không chỉ tin Chúa rồi ngồi ở trong nhà thờ, mà tin Chúa, nhận sự biến đổi, nhận sự sức giàu, sự trang bị từ nơi Chúa với một cái lòng tin vâng theo sứ mạng vĩ đại của Chúa là mình sẽ ra đi. Mình sẽ ra đi ở tại sở làm, ở tại công ty, ở tại láng giềng của mình, trong khu xóm mà mình đang sống. Mình sẽ bước ra, mình sẽ chia sẻ về Tin Lành của Chúa, và Chúa Ngài sẽ lấy dấu kỳ phép lạ cặp theo và làm cho vững đạo. Có như vậy, sứ mạng vĩ đại mới có thể được hoàn tất. Có như vậy, chúng ta mới thấy nhiều người được cứu và hội thánh của Chúa được mở rộng. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để tất cả chúng ta là những người được huấn luyện và trang bị, chúng ta sẽ ra đi truyền giáo trong những ngày sắp đến, và dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ thể hiện trên cuộc đời của chúng ta và xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Đang khi mỗi tín hữu tiếp tục ra đi truyền bá phúc âm cho mọi người, chúng ta có thể sẽ chinh phục những thành phố, những cộng đồng, những quốc gia và những vùng của thế giới bằng Tin Lành quyền năng của Chúa, để sẵn sàng nghênh đón Chúa khi Chúa Ngài trở lại. Với một lòng tin về lời hứa của Chúa, chúng ta ai nấy đều nhận biết, cảm nhận được ngày Chúa Giê-xu tái lâm đã rất gần rồi. Nhưng sứ mạng vĩ đại của Chúa chưa hoàn tất. Công việc của chúng ta là chúng ta hãy đón nhận lời hứa của Chúa. Sẽ có cơn mưa cuối mùa,
sẽ có một cuộc phục hưng toàn cầu. Vô số người sẽ được cứu vào vương quốc của Chúa. Và chúng ta là những người đã tin Chúa trước, vâng lời Chúa, đón nhận sự ban cho trang bị của Chúa để chúng ta làm những cơ đốc nhân siêu nhiên. Chúng ta thực hiện sứ mạng vĩ đại. Chúa cùng làm việc với chúng ta để thấy vô số người được cứu trong những ngày sắp đến. Và chúng ta sẵn sàng để nghênh đón Chúa khi Chúa nghe trở lại. Cảm ơn Chúa. Hiệp ý với tôi, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa cho để những điều này sẽ được chạm trổ, được ghi khắc ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho tôi nhắc nhở anh chị em là những người có thể làm những việc Chúa Giêsu làm, miễn anh em tin. Cho tôi nhắc nhở anh chị em chính là những con người theo kế hoạch của Chúa để có thể hoàn tất sứ mạng vĩ đại. Vì chúng ta đã tin Chúa trước, và Chúa sử dụng chúng ta để đưa những người đi theo sau chúng ta cùng vào vương quốc của Chúa trong ơn của Ngài. Cho kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa cho thế nhân lạc mất. Lời của Chúa xác nhận với chúng con, Ngài không muốn một ai chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Cho ơi xin giúp đỡ có một sự phục hưng, phục hồi cho hội thánh của Ngài, để chúng con thấy một đội ngũ, một đoàn hùng binh đứng lên, trỗi dậy, bước ra theo sứ mạng vĩ đại của Chúa, giảng tin lành quyền năng của Chúa ở khắp nơi. Và khi hoàn cảnh đòi hỏi, chúng con có thể làm những phép lạ, chữa lành trong danh Đức Giêsu. Chúng con có thể thực hiện những công việc giải cứu những người bị ức hiếp khi chúng con công bố trong danh Đức Giêsu người Nazareth và truyền lệnh trục xuất những tà ma, những quỷ dữ, áp bức những người mà nó đã hành khổ. Xin ban ơn Chúa Giáo để chúng con sẽ là đội ngũ, một đoàn quân tinh nhuệ. Thánh Linh của Chúa sức giàu ban ơn để chúng con bước ra. Và Chúa khiến cho mỗi một chúng con, Chúa Giáo, trở nên những cơ đốc nhân siêu nhiên ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa ngợi khen Ngài. Thánh Linh ơi, xin đến trên mỗi chúng con một cách tươi mới, xác nhận sự hiện diện của Ngài, giúp đỡ trang bị cho chúng con. Chúng con tin và sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho. Và chúng con bước ra bằng lòng, đưa tay của mình ra để Chúa dùng tay của chúng con và làm phép lạ. Bằng lòng mở miệng ra nói để Chúa có thể sức giàu trên những lời chúng con nói. Để sẽ đem lại một sự bứt phá trong tấm lòng của người nghe với sự yểm trợ của Chúa. Hầu cho đạo của Chúa được vững vàng ở trên dân tộc của chúng con. Và vô số người sẽ được cứu trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Xin làm việc với chúng con, hỡi Chúa, khi chúng con ra đi, và xác nhận để chúng con sẽ kinh nghiệm được niềm vui mà Chúa Giêsu Ngài đã thấy. Ngài nức lòng bởi Thánh Linh, vui mừng vì thấy những con người không dám tin mình có thể làm được gì, đã nhận thẩm quyền Chúa ban cho và ra đi, trở về trong sự vui mừng báo cáo với Ngài là các quỷ, vì danh của Ngài các quỷ cũng phục chúng tôi. Nhờ danh của Ngài mà người ta được chữa lành, người ta được giải cứu. Cảm ơn Chúa vì mắt của anh chị em chúng con sẽ thấy, niềm vui của chúng con sẽ chan chứa khi chúng con thấy Chúa dùng chúng con, qua tay của chúng con. Và chúng con sẽ thấy nhiều người được chữa lành, nhiều người được giải cứu ở trong danh Đức Giêsu. Chúng con ngợi khen Ngài. Sử dụng chúng con, thưa Chúa. Chúng con đầu phục, chúng con vâng lời. Xin Cha sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Sử dụng anh chị em chúng con tại môi trường mà Chúa đặt để cho vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em bước đi trong ơn quyền của Ngài và kết quả ở trong quyền năng của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.